Lũ thì lên cao thì coi khi đó là coi như lụt cái bàn này rồi thì bà cũng là coi gọi con cháu là coi đưa qua bên gia là coi em con ông chủ ở một tuần về vì cháu hắn cho về em hắn cũng cho về hắn nói là coi cô ở lại với là coi như em chỉ ở lại đã cho về bên đó thì cơm nước đâu mà ăn. Ngập nước ngập đấy cái ngập nút nút gì đi nút Dạ. gì cả À thế ạ. nút nút cửa sổ đi nên ghim đến ghim hết cửa sổ Hết cửa sổ luôn. Dạ. đang ngoài nữa có đi lại mà được Vâng ạ. nút mất đi cả Vâng. nút mất cả của đứa ba đi nên cái nhà nhà Phải em đi di tản. đi tản đến nhà họ nghỉ. Dạ. Dạ, xin chào các bà con ạ. Hôm nay công ty NutriCare Hùng Cường có một chút quà nhằm chia sẻ Tết ấm miền Trung đối với bà con trong cái dịp dịch lũ vừa qua, cũng để bà con yên tâm và đón xuân năm mới của năm 2021 được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Công ty NutriCare là công ty dinh dưỡng có những sản phẩm sữa để chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như sức khỏe của nhân dân. Hôm nay NutriCare bằng những sản phẩm của công ty NutriCare và những món quà của cán bộ công nhân viên công ty cũng như là khách hàng của công ty NutriCare gửi đến bà con trong cái dịp lễ Tết sắp tới và nhân dịp năm mới kính chúc bà con đón xuân năm mới với sự bình an hạnh phúc. Vâng, cảm ơn. Đợt lũ lên quá nhanh và mực nước quá cao nên là bà con đôi khi là phải sơ tán nhà, có nhà là bị sập và bị đổ tường nên bà con là phải đi sơ tán, nên là lũ má về các vật dụng trong nhà có khi là thể bị trôi mất rất nhiều nên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong cũng có nhiều đoàn về là thăm và động viên chia sẻ, cũng như đoàn của công ty là sửa NutriCare của chúng ta về trong dịp này thì bà con nhân dân cũng rất là vui mừng và phấn khởi để được đón nhận những phần quà từ công ty sữa NutriCare dành cho bà con để bà con được đón Tết là yên vui. Sáng nay các cái phần quà của công ty NutriCare gồm sữa, gạo, dầu ăn và các cái thực phẩm thiết yếu, rất thiết yếu để cho bà con nhân dân để ổn định cuộc sống và đặc biệt là phần quà để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới. Chúng tôi cho rằng là những hoạt động thiện nguyện này thì rất ý nghĩa. Rất cảm ơn nhà tài trợ công ty sữa NutriCare đã về với Cẩm Xuyên, về với người dân và đặc biệt là đối với phụ nữ nghèo xã hôm nay. Và thay mặt cho tổ chức hội cũng xin trân trọng cảm ơn công ty và chúc sức khỏe. Cảm ơn hết đã. Dạ, nhà bạn xin chân thành cảm ơn. Dạ. Nhà tài trợ hạ tấm công ty. Trước hết thì con cũng cảm ơn công ty rồi các cô các chú cũng là rất là quan tâm đến bà, giúp đỡ cho bà rất mừng. Bà đã có những cái điểm tựa buồn khổ nhưng mà bà cảm thấy mà thì này ra bà rất cảm động. Bà nhận qua nhưng bà rất cảm động. Thì bà rất cảm ơn nhà tài trợ. Nhưng cảm ơn rồi, đúng mệt nói chứ, cũng có sức mà nói.